Thưa quý vị, bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đã được xác định là một biện pháp trọng tâm, cốt lõi để bảo vệ hệ thống thông tin, nhất là các hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước. Đây cũng là trọng tâm tại luật an toàn thông tin mạng. Tuy nhiên đến nay có tới hơn 43% hệ thống thông tin chưa có phương án đảm bảo an toàn. Theo Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến tháng 6 năm nay, cả nước có trên 7.200 hệ thống thông tin trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, với hơn 1.500 hệ thống của các bộ, ngành và gần 5.700 hệ thống của các địa phương. Trong đó vẫn còn trên 3.100 hệ thống chưa triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn theo hồ sơ đề xuất cấp độ đã được phê duyệt, tương đương 43,5%. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 100% hệ thống thông tin phải triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn thông tin trong tháng 12 năm nay. Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, với tình hình triển khai như trên, thời gian sắp tới các cơ quan, tổ chức sẽ phải rất nỗ lực, sát sao thực hiện thì mới có thể hoàn thành thời hạn Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo với các nhiệm vụ phê duyệt cấp độ an toàn hệ thống thông tin, triển khai đầy đủ phương án đảm bảo an toàn cho các hệ thống theo hồ sơ được phê duyệt. Sở dĩ như vậy là vì các cơ quan, tổ chức sẽ phải thực hiện mua sắm, thuê dịch vụ bổ sung.